Xin chào mọi người, lại Lý Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Tập hôm nay là 309. Thì mình tiếp tục chia sẻ với mọi người những mẫu chuyện tâm linh có thật cho những bạn từng trải qua và chứng kiến gửi về cho mình. Nếu các bạn thích tập này á, hãy cho mình một nút like và nhớ là bấm đăng ký kênh để đón xem những tập tiếp theo nha. Và các bạn có thể gửi chuyện cho mình tại đây qua Gmail hoặc là fanpage Facebook. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mình đăng chuyện trên 3 nền tảng: Facebook nè, TikTok và cả YouTube. Ngoài ra mình còn cập nhật chuyện các bạn đã gửi cho mình trên cái web chuyện Ewin23 để lưu giữ những câu chuyện các bạn gửi cho mình. Đó là cả một cái trải nghiệm của các bạn mà. Thì sau này các bạn muốn đọc á, thì các bạn vào lại cái web đó các bạn xem. Thì hiện tại mình đang cập nhật từ từ. Giờ thì chúng ta chính thức vào chuyện nha. Lại là một câu chuyện không biết vô tình hay cố ý lại giẫm đạp lên chỗ người khác nằm. Thì một bạn gửi chuyện về cho mình, nhưng cái người trải qua trong câu chuyện này á là bạn của bạn đó, thì mình sẽ gọi là Minh. Minh là một chàng trai cũng lớn rồi, do đó Minh đi học và đi làm xa nhà, mướn phòng trọ để ở. Thì cái dãy trọ này nè, Minh ở cùng với một số bạn bè, tuy là ở riêng phòng nhưng mà ở sát nhau, do đó là bạn bè của Minh hay qua phòng của Minh chơi lắm. Cái đợt đó thì Minh được mời đi sinh nhật, và do là lâu quá gặp mặt bạn bè á, do đó là uống quá chén, uống rất là nhiều luôn. Lúc mà Minh về á, là cũng độ 11-12 giờ khuya, trong cái tình trạng là đuối và say bí tỉ. Thì khi mà Minh về đến phòng nha, mệt quá đi, không tắm rửa, không có làm gì hết trơn á, mở cửa phòng ra, rồi đóng cửa phòng, tắt đèn, ngủ ngay luôn, leo lên giường ngủ. Thì khi mà ngủ được một lát á, Minh chợt mở mắt ra, và Minh thấy được trong cái bóng tối đó có một bóng dáng người á, đứng kế cái bàn học của Minh, nhưng mà thấp thoáng thôi. Lúc này mở mắt ra thấy, cứ nghĩ là bạn kế bên phòng của mình qua chơi thôi, tại vì tụi nó cũng hay tự tiện như vậy lắm. Thì lúc này Minh mới chợp mắt mở ra, thì thấy cái người đó không còn đứng kế bên cái bàn học của Minh nữa, mà là ngồi lên người của Minh luôn. Và lúc này Minh thấy hai tay của Minh để đây nè, thì người đó nắm hai cái cổ tay của Minh lại và kề cái mặt sát mặt của Minh luôn. Mình không thấy rõ mặt của người đó được, nhưng mình nghe cái giọng người đó hét vào mặt mình đó: tại sao mày giẫm vô mặt tao, tại sao? Cái mình sợ quá thì mình bật dậy. Lúc mà bật dậy á, tay và chân của mình nó ê rã rời luôn, hơi thở gấp, thì cứ nghĩ là mình trong người có tí men rồi mình mơ thôi, chứ mình nếu bị đè thì không thể nào bật dậy nhanh như vậy được đâu. Sau đó bạn ê cái cổ tay thì bạn mới mơ thật vậy ta, mơ sao giống thật quá vậy. Cảm giác rất thật luôn. Tại vì khi mà bạn thức, cái giọng của người đó vẫn còn ê ê ê ê ê kiểu vang trong tai á. Thì lúc này bạn đứng dậy, bạn bật đèn phòng lên. Lúc mà bật đèn phòng lên nha, bạn nhìn ở phía cổ tay của bạn á, thì nó có hằn hai cái vết đỏ luôn. Cái bạn kể, sao kỳ vậy ta. Nhưng mà thôi, mệt quá, cũng để đèn đó rồi đi ngủ. 1 đến 2 tuần sau á, trong người bạn lên tính không có lành. Bạn có đi chùa, thì kiểu như là đi vào nghe giảng pháp, đi vào thắp hương, xong rồi bạn tản bộ xung quanh chùa, là thấy 1-2 tuần đó là không bị đè, không có thấy ai, không có bị hét vô tai nữa nha. Cho đến dạo gần đây, đầu tiên là sinh hoạt của bạn nó bị đổi. Bạn thức rất khuya, nó khác lắm kìa, nó khác thường ngày. Bạn thức đến độ 12 giờ khuya, 1 giờ sáng. Không phải là bấm điện thoại giống như đa số các bạn đâu, mà bạn đi đến trước gương á, gương toàn thân á, bạn soi. Xong bạn nè, trời ơi sao mình đẹp quá vậy ta, chỗ này chỗ kia như nào. Bạn chỉ rồi xong bạn đứng trước gương, bạn nói mình ơn vậy đó. Cái khi mà bạn soi xong á, đâu đứng trước gương cũng độ nửa tiếng, bạn mới chợt nghĩ trời tự nhiên giờ này đứng trước gương rồi tự khen vậy. Nó kéo dài đến đâu gần nửa tháng như vậy luôn, đó hiện tại nè. Và bạn nói là nếu mà cái đêm nào bạn không soi á, thì bạn không có chịu được. Bạn không chịu được nha. Có những lúc bạn soi xong rồi rơi vào cái trạng thái thôi miên. Bạn thấy á, ở bên cái phía gương đó là một người với khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Bạn không có nói nam hay nữ, nhưng bạn nói là cái chồng trắng nó nhiều hơn cái chồng đen. Cho đến khi bạn tỉnh á, kiểu như giật người vậy nè, ủa sao mình thấy vậy ta, kiểu như hoa mắt. Thì bạn nhìn lại ở trong gương là bạn, chứ không phải cái người này bạn thấy. Mà không phải một lần đâu, rất nhiều lần bạn thấy cái người đó rồi. Sau đó là bạn ngủ á, có những ngày không soi gương, thì khúc bạn tỉnh nha, là bạn thấy cái người của mình đang dịch chuyển về cái phía cuối giường, mà cái hướng của cái chân á là lại chỗ cái gương đó.
bạn sợ hãi vô cùng luôn. Có những đêm bạn ngủ thì bạn còn cảm giác là người ta nắm cái chân bạn, người ta kéo nữa. Với cả trong cái lúc người ta kéo bạn qua gương đó, bạn nghe bên tai á, giọng của một người mà y chang giọng cái người mà hét vào mặt bạn luôn. Đi qua gương, đi qua gương, đi qua gương. Cứ như vậy á, nó thôi thúc bạn đi đến cái gương thôi. Còn sinh hoạt hàng ngày của bạn, bạn đi qua đi lại cái gương á, thì bạn sẽ khựng lại đứng sau gương lát, xong mới đi. Thì hiện tại là sức khỏe của bạn nó xuống dốc. Con mắt của bạn á, cho dù có ngủ đủ á, thì nó cũng rất là lờ đờ, khó chịu. Bạn thật sự rất là sợ nha. Thì bạn không biết là bạn bị cái gì, hay là do bạn suy nghĩ quá nhiều thôi. Thì thiết nghĩ bạn nên để một số cái ở trên đầu giường, và nên đi chùa lại. Được thì lên chùa nhờ các trụ trì thì mới giải quyết được vấn đề này thôi. Khả năng cao cái hôm bạn xỉn do đi sinh nhật về á, thì lúc mà xỉn mà đôi khi có ý thức, có khi không, xỉn quá chén luôn, thì bạn đã dẫm một lần, đã làm bậy lên cái phần chỗ người ta nằm, thì người ta đã cho bạn thấy rồi. Nên tốt nhất là do bạn thôi, bạn phải đi chùa, bạn phải tìm cái cách giải quyết, chứ không mình nghĩ là lâu dài bạn còn mệt nữa. Thì tới hiện tại bạn này đã gửi chuyện về cho mình ít nhất nha cũng 1-2 tuần rồi đó. Thì mong là cái bạn Minh này giờ vẫn ổn và đã giải quyết xong. Trên đời này có những người cha sinh mẹ đẻ ra thì có sẵn cái tính rất là hung dữ, rất là gan dạ luôn. Thì người ta thường nói vui á, là có sẵn trong máu. Thì đây là câu chuyện của anh Tuấn gửi về cho mình. Anh kể nha, chuyện xảy ra cũng lâu. Lúc đó anh cùng 2 thằng bạn qua phòng trọ của một thằng tên là Tâm để chơi. Thì có lẽ anh em đã nhậu với nhau vài chén, xong rồi đến độ hơi tối tối một xíu lên ngủ. Thì phòng của Tâm là phòng trọ khá là ọp ẹp, nó có gác lửng mà gác là bằng gỗ nha. Hôm đó là anh với một thằng A lên gác ngủ. Lúc mà đang nằm ngủ vậy đó, cái phòng thì tắt tối thui đèn. Tự nhiên nghe cái tiếng cọt kẹt, xong rồi răng rắc, giống như là có người đang bước lên cầu thang vậy đó. Thì lúc này anh mới mở mắt ra mà không mở to được. Thì trong bóng tối ở phía đầu cầu thang, anh thấy có một người con trai đang đứng và không thấy được cái gì ngoài cái vóc dáng thôi, đen từ đầu đến chân luôn. Nhưng mà anh nhận ra cái quần người đó đang mặc là quần của bộ đội, cái quần màu xanh xanh vậy nè mọi người. Cái lúc này anh thấy đứng đó mà cái dáng là không phải hàng bạn ở phía dưới rồi. Cái anh thấy người đó từ từ bước lại và bước lên niệm của anh nha. Anh thấy là đi rõ ràng luôn á. Thì tự nhiên anh mới bật dậy, anh kêu mày đâu đó, là kiểu á giống như thằng đó là trộm người, anh đang dọa nó gì đó. Mà lúc anh bật dậy nè, kiểu bật một phát là ngồi dậy ngay luôn á. Anh e hèm anh nói gì xong á, thì anh thấy người đó lùi lại, xong rồi vô một góc tường á, ngồi xuống, ngồi vậy nè nhìn anh, mà cố nhìn mặt á thì nhìn không có được đâu. Xong thì anh lại thấy mình đã ngước cái đầu nhìn xuống gác từ lúc nào. Thì ở dưới đó 2 thằng bạn của anh nó đang ngóc đầu lên nó nhìn anh, cái kiểu giống như anh đang mơ ngủ á, anh la quá to đi. Thì anh lại bật người ra nhắm mắt ngủ đến sáng, không còn chú ý đến người con trai đang đứng sát bức tường nữa nha. Thì đến sáng hôm sau bạn anh nó kêu ôi cha, tối qua mớ ngủ gì vậy, ôi la quá trời lớn luôn. Thì anh chỉ cười cười thôi, cứ cho nó nghĩ vậy đi. Cũng một phần là anh không xác định được á, cái người đó anh kiểu mớ mơ hay là thật nữa, là có trong phòng này nó có vong. Thì những cái lần sau anh qua ngủ á, không thấy nữa nha. Có một cái lần thì có thấy lại. Cái lần đó là anh vẫn ngủ trên gác. Thì lúc mà đang ngủ, nghe bên tai cái tiếng ai bước lên gác á, ọp ẹp răng rắc do là cái bậc thang bằng gỗ mà. Thì lúc này á, anh mở mắt ra thấy nha, trong bóng tối mờ mờ vẫn là bóng người con trai đó với cái quần bộ đội. Thì cái người đó đứng nhìn anh, xong rồi chắp tay như vậy nè mọi người, chắp tay rồi hướng về phía anh. Lúc này anh không biết vì sao cái người đó làm như vậy nữa. Thì anh nhắm mắt anh ngủ tiếp đến sáng luôn. Anh cũng không có hỏi cái thằng chủ phòng đã gặp những cái trường hợp giống như anh hay chưa, nhưng mà anh chắc nịch nha, trong phòng này có, mà chắc có lẽ cái vong này vong hiền á, nên người ta không có hại gì. Thì lâu lâu anh vẫn qua ngủ thôi, nhưng mà có duyên á thì lại gặp vong đó. Tới hiện tại là sau cái lần gặp thứ hai không có thấy nữa. Qua câu chuyện này các bạn sẽ thấy được cái thói quen trước khi ra đường các bạn niệm Phật hoặc đọc kinh, đọc chú bên đạo của các bạn á, sẽ giúp các bạn nhiều đến như thế nào.
Giống như lúc đó mình nhờ bề trên á, theo phù hộ ông bà tổ tiên á, đi theo sau mình để đỡ. Thì mẹ mình á, cũng thường xuyên nói với mình: con ơi, học xa nhà á, trước khi chạy xe ra đường hoặc đi đâu đó ra đường á, thì con niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thật sự có nhiều lúc mình quên, cho đến khi mình đang trong quá trình chạy xe á, thì mình nhớ sực ra là mình niệm. Đến cả ca sĩ Lisa, một ca sĩ rất là nổi tiếng, ngoài cái việc mà chị này chăm chỉ nỗ lực ra, thì chị đó trước khi làm một việc gì đó quan trọng hoặc là lên sân khấu biểu diễn á, cũng đều cầu nguyện cả. Thì đây là câu chuyện của Ngọc Dầu gửi về cho mình. Bạn kể chuyện xảy ra vào năm 2020. Nhóm bạn thân của bạn là gồm 3 người: Nhật, Tuyền và bạn. Bạn Nhật và bạn Tuyền là hai chị em ruột của nhau. Thì hồi xưa ba đứa chơi thân mà, đi đâu cũng có nhau hết. Đến tháng 4 năm 2020 á, thì thằng Nhật nó có bạn gái. Hai đứa này cũng ý thức được là thôi, tách nó ra đi, không thôi đi với nó nhiều bạn gái nó ghen. Tuyền với Dầu hay có thói quen á, là đi uống trà chanh vào buổi chiều, đi độ 4 giờ mấy 5 giờ, đến 6 mấy 7 giờ á, thì về nhà ăn cơm. Cái hôm đó mới 4 giờ mấy thôi, nhận được cuộc điện thoại của thằng Nhật. Nó kêu: ê, lên nhà bạn gái tao chơi, lên đây mua gì ăn nè, bạn gái tao ngủ. Thì hai đứa này rất là ngoan nghênh. Xong á, thì bạn và Tuyền bắt đầu lái xe lên nhà bạn gái của Nhật. Thì từ cái chỗ uống trà chanh lên tới nhà bạn gái của nó là đâu nửa tiếng á. Khi lên tới là cũng gần 5 giờ. Xong rồi quyết định đó, đi mua lẩu đem lại nhà bồ của Nhật á, ăn. Ăn đã rồi chơi này kia đến độ 8 giờ mấy mới về. Lúc về ba đứa đứng bàn với nhau: ơi, đi đường tắt hay đi đường vòng? Đường vòng là vòng qua cái chợ, vòng qua đường lớn, nó đông đúc, sáng sủa, có đèn. Và cái đường tắt á, thì nó ngắn hơn, tất nhiên là nó không có đèn. Thì bàn hơi cái ba đứa lười quá, thôi đi đường tắt đi. Thì chọn đi đường tắt. Lúc chạy xe vào cái đoạn đường tắt này nha, đoạn đầu đâu 5 đến 7 phút chạy á, là nhà dân không à. Nhà dân mà nhà sát rạc, đông đúc lắm. Nhưng mà chạy đó khoảng 10-15 phút á, là chỉ còn hai chiếc xe của tụi bạn thôi. Hai bên đường của nó, một á, là cái khu nó vắng vẻ, bãi đất trống. Chạy tiếp nữa là những hàng cây, hàng cây cao su, những hàng cây cao và to. Và do buổi tối nữa, cũng 9 giờ rồi, nó lạnh. Thì thằng Nhật nó chạy trước, bạn chở Tuyền chạy sau. Chạy một đoạn cái tự nhiên Nhật nó quay qua, nó cứ hùi, nó quắt lên vậy nè. Thì bạn mới ùn ra, chạy song song với nó kêu lạ: chạy nhanh đi bà, tí ra đường lớn tao kể cho nghe. Lúc đó cũng còn thấy nó nhìn nhìn vô kính chiếu hậu mà mặt nó xanh lắm kìa, mặt nó xanh lè. Thì bạn với Tuyền: cái gì chứ trời, chuyện gì vậy, không biết chuyện gì. Nhưng sau đó ngẫm lại là cũng ngờ ngợ ra rồi. Đang chạy ở con đường nào vậy mọi người? Những hàng cây cao su. Thì khi ra đến đường lớn, phố xá đông đúc, người thì tấp nập. Thế á, là Nhật kể cho nghe. Lúc này là hai đứa chạy song song nhau vậy nè: hồi nãy á, tao thấy một chiếc xe chạy giữa xe tao với xe mày, nhưng cái đường tối thui. Cái tao thấy cái xe đó chạy có người ngồi luôn nha, mà họ không mở đèn trước, chỉ mở cái đèn xe sau thôi, đuôi xe thôi á. Cái tao sợ trộm, tao mới kêu mày chạy lên. Nhưng khi mày chạy lên rồi, tao thấy chiếc xe đó chạy nhanh hơn. Xong rồi tao nhìn cái kính chiếu hậu á, là thấy mày chạy song song với tao, mà xe đó thì mất tiêu. Bạn nghe xong á, bạn xanh mặt hết. Con Tiền nó cũng sợ luôn, nói với bạn á, đâu có thấy cái gì đâu, chỉ thấy xe hàng Nhật thôi. Về nhà bạn kể cho người lớn, thì người lớn có kể cho bạn nghe. Cái này nó còn ghê hơn nữa, đó là cái đoạn đường đó mới có hơn tuần trước thôi, có một người mất. Người đàn ông đó đi nhậu về mà lúc khuya, thì ổng tự nhiên chạy vô cái cống á, đâm thẳng vô cống rồi gãy cổ mất tại chỗ luôn. Và do là đoạn đường đó rất là vắng, khi ổng mất người ta không có biết. Khi mà sáng hôm sau người ta kiểu như vô đó làm, người ta phát hiện á, thì cái người của ổng đã cứng ngắc luôn rồi. Bạn mới ngẫm lại: trời, may quá, trước khi mà lên xe là mình niệm rồi đó, nên cái xe của mình á giống như là bị chắn không cho thấy gì đó. Thằng Nhật nó chạy trước á, thì nó thấy. Mặc dù mấy bạn cũng biết được là con gái sẽ dễ thấy hơn mà, Nhật là con trai nữa. Cũng nhờ câu niệm Phật đó, nhờ trước khi lên xe là cầu bình an. Thời đi học chắc chắn luôn, đa số mọi người ít nhất một lần có bạn đi học cùng. Thì đây là câu chuyện mà bạn Dào dính líu gián tiếp thôi. Cái người trực tiếp trải qua là cái bạn đồng hành cùng Dào trong suốt cái khoảng thời gian đi học cấp 2. Thì người bạn đó tên là Hoa. Nhà Hoa với bạn cũng gần nhau, mà Dào lúc đó là có một chiếc xe đạp điện. Là 5 giờ rưỡi nha, thức dậy chạy qua nhà của Hoa, rủ Hoa đi học. Tại vì nhà của hai đứa cách cái trường học 7 cây số lận. Ngày nào cũng như ngày nào nha, 5 giờ rưỡi bạn đã đến trước cổng nhà nó. Rồi bạn kêu: Hoa ơi, dậy đi học nè, Hoa dậy đi học. Thì nó có những hôm đã chuẩn bị sẵn rồi, xuống
lên xe là hai đứa toàn tan đi. Có những cái hôm á, nó mới tờ mờ thức thôi, phải đợi nó thay đồ sửa soạn xong á, thì hai đứa mới lên xe đi để cho kịp giờ á. Thì bữa đó nó kể cho bạn nghe, tự nhiên nó đang ngủ, cái nó nghe Hoa ơi đi học nè, Hoa ơi dậy đi học nè. Và nó nghe kêu rất nhiều lần, cái nó bật dậy, nó nói là kiểu giống như nó không có ý thức gì đó, bị mơ hồ. Thì nó mới đứng dậy, nó mở cửa ra, nó nhìn ở phía dưới á, trước cổng nhà nó là bạn, một người mặc quần tây rồi áo sơ mi trắng và đang ngồi trên chiếc xe đạp điện. Cái nó mới thay đồ xong, cái nó bước từ từ mà nó rất là buồn ngủ nha. Thì ba nó mới nắm cái đầu nó kéo lại, hỏi mày đi đâu vậy, giờ này mày đi đâu? Này nó mới trả lời là con đi học, con đi, phải đi học. Thì ba nó kêu giờ này mới 3 giờ mấy sáng, mày đi học cái gì? Thì nó nghe 3 giờ mấy sáng, cái nó mở to mắt ra, nó nhìn lên đồng hồ, 3 giờ mấy sáng thiệt nha, nhìn ngoài trời là chưa sáng nữa, trời nó tối thui thôi. Lúc này á thì nó mới từ từ vô phòng á, nó nằm nó ngủ lại, nó cũng sợ lắm. Thì khi mà bạn 5 giờ 5 rưỡi đó, bạn chạy đến nhà nó kêu nó xong á, thì nó xuống luôn, là đã thay đồ sẵn rồi đó, hai đứa đi học. Nó kể cho bạn nghe từ cái hôm đó về sau á, ba nó luôn mở sẵn cổng cho bạn đi vào tới trong nhà, hoặc có những hôm bạn lên tới phòng kêu nó dậy luôn, hoặc ba nó đã kêu nó dậy trước đó rồi, để khi bạn đến là hai đứa đi học liền, chứ không giống như lúc trước để bạn đứng ở dưới bạn kêu nữa. Chắc chắn một điều là vong ghẹo rồi đó. Và vong ở trước nhà của con Hoa thôi, người ta thấy lặp đi lặp lại hoài cái hành động đó đó, người ta học theo, người ta học luôn cả giọng nói, cái cách hành xử, cả cái vóc dáng, rồi luôn có chiếc xe đạp nữa. Con Hoa nó nói trời y chang mày luôn, y chang luôn á, nó mới đi xuống. Thì thật sự có những cái thói quen á, đừng nên làm trời tối với lại quá khuya. Ví dụ như một số thói quen như vậy đó, là cứ đến trước cửa nhà nó 5 giờ 5 giờ mấy đó kêu, mọi người hình như cứ nghĩ nha là trời sáng sẽ không có người ta đâu, có đó, mà người ta năng lượng yếu hơn thôi, không có tác động nhiều đến người dương được. Và ví dụ như là đi tập thể dục gì đó, có nhiều người đi tập thể dục lúc 4 giờ 4 rưỡi sáng, trời chưa sáng nó đã đi rồi, thì hơi nguy hiểm. Có nhiều trường hợp đã bị ghẹo rồi, nên tập thể dục là độ 5 giờ trời sáng sáng có ánh nắng thì hãy nên ra ngoài nghe. Cuối cùng cũng thực hiện xong lời hứa cái những câu chuyện tâm linh cho mọi người nghe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video nha. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau.